Buổi hội thảo trực tuyến với chuyên đề quy trình triển khai và áp dụng Revit tại doanh nghiệp thi công sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham dự. Kính chào quý vị đang tham dự buổi hội thảo trực tuyến với chuyên đề quy trình triển khai và áp dụng Revit tại doanh nghiệp thi công. Em là Uyên thuộc phòng marketing của công ty Vietgate ạ. Buổi hội thảo trực tuyến với chuyên đề quy trình triển khai và áp dụng Revit tại doanh nghiệp thi công là bài thứ 6 trong series hội thảo trực tuyến về BIM và mảng AEC, bao gồm tổng cộng 8 bài sẽ được trình bày với quý vị trong tháng 10 này với diễn giả là anh Trương Quốc Bình đến từ Vietgate. Anh Bình hiện là chuyên viên tư vấn và hỗ trợ về BIM và mảng AEC Autodesk của Vietgate. Hy vọng series này sẽ mang đến cho quý vị một bức tranh toàn diện về tình hình ứng dụng BIM trong ngành xây dựng, thiết kế và thi công tại thị trường Việt Nam hiện nay. Trước khi vào phần chính thì như thường lệ thì em Viên cũng xin có đôi lời để giới thiệu về công ty Vietgate tới quý vị ạ. Công ty Vietgate đã được thành lập vào năm 1999 với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp phần mềm bản quyền và đào tạo kỹ thuật. Vietgate còn là đối tác vàng của hãng Autodesk cũng như là đối tác chiến lược của các hãng phần mềm trên thế giới trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và đồ họa. Với phương châm làm hài lòng khách hàng, đội ngũ nhân viên Vietgate luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng. Chính sự hài lòng và tín nhiệm của khách hàng trong suốt thời gian qua đã giúp Vietgate đạt được những giải thưởng vào năm 2017 và 2018 là top 10 đối tác dẫn đầu doanh thu về phần mềm dạng thuê bao của Autodesk. Năm 2018 trở thành đối tác vàng của Autodesk. Năm 2017 và 2019 là đối tác đạt top doanh số về chương trình M2S khu vực ASEAN của Autodesk. Với cương vị là đối tác vàng của Autodesk, thì Vietgate cung cấp và hỗ trợ phần mềm trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, cơ khí và đồ họa. Và với đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm, thì Vietgate cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp ạ. Và không để quý vị chờ lâu nữa, thì sau đây em xin mời anh Bình đến từ Vietgate sẽ chia sẻ với chủ đề quy trình triển khai và áp dụng Revit tại doanh nghiệp thi công. Em xin mời anh Bình ạ. Xin chào quý vị. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài thứ 6 trong series 8 bài về BIM. Thì mình sẽ trình bày với quý vị về cái quy trình triển khai và áp dụng Revit tại doanh nghiệp thi công. Thì với cái chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ trải qua các nội dung như sau. Chúng ta sẽ nghiên cứu về Revit và các ứng dụng trong quy trình BIM áp dụng cho thi công
thì chúng ta sẽ dùng những cái phần mềm nào để cùng Revit áp dụng cho cái doanh nghiệp thi công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nghiên cứu về quy trình của doanh nghiệp thi công cần thực hiện, bao gồm những vấn đề gì, và quy trình phối hợp model BIM áp dụng cho thi công. Chúng ta sẽ coi một số dự án đã áp dụng thành công về BIM. Mục tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về BIM 360 hỗ trợ cho cái việc thi công như thế nào. Phần tiếp theo nữa sẽ là Q&A và có phiếu khảo sát thông tin để cho quý vị có thể điền các cái thông tin cần thiết hoặc là những cái thắc mắc của mình để bên Vietcad chúng tôi có thể là hỗ trợ quý vị tốt hơn. Thì chúng ta vào phần đầu tiên về Revit và các ứng dụng trong quy trình BIM áp dụng cho thi công. Thì với cái sơ đồ cái mô hình về BIM á, thì cái quy trình này là quy trình tổng thể và áp dụng cho từng giai đoạn. Thì trong các series trước thì chúng ta cũng đã nghiên cứu về từng phần, thì cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề áp dụng cho cái phần thi công. Thì đối với phần thi công thì tất cả các cái vòng đời của dự án này, các bạn để ý là cái trung tâm dữ liệu của nó vẫn là BIM 360, nghĩa là nền tảng gốc vẫn là phải là BIM 360 và truy xuất dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng này. Bên cạnh đó chúng ta sẽ áp dụng các cái công cụ trong hệ thống phần mềm AEC của hãng phần mềm Autodesk, ví dụ như là Revit, để chúng ta triển khai các cái mô hình 3D kiến trúc kết cấu Emin, hoặc là chúng ta trực tiếp kết nối dữ liệu với các đơn vị thiết kế. Rồi chúng ta sẽ sử dụng tiếp một phần mềm khác nữa, đó là Navisworks Manage. Thì cái phần mềm này sẽ hỗ trợ cho công tác 4D và kiểm tra xung đột trực tiếp của các cái file mô hình của chúng ta ở ngoài công trường. Đồng thời chúng ta có thể là tạo ra được các cái file report báo cáo về các vị trí xung đột và gửi cho các đơn vị liên quan để lên phương án xử lý hoặc là để dùng cho công tác họp công trường định kỳ hàng tuần để có phương án với các thầu chính và các thầu phụ. Chúng ta có thể dùng thêm cái phần Advanced Steel dành cho các cái dự án nhà xưởng để chúng ta tạo kiểm soát các mô hình và kết cấu 3D. Đồng thời từ cái Advanced Steel này chúng ta sẽ xuất dữ liệu qua Navisworks 4D để có thể phối hợp 4D và mô phỏng tiến độ thi công trên cái phần mềm này. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có thể sử dụng cái phần Fabrication. Phần mềm này là dành cho cái phần hỗ trợ cho cái công tác mà ra các cái module cho phần EMI, giống như phần phần ống gió, chúng ta có thể bóc tách khối lượng rất là nhanh để chuyển cho bên nhà sản xuất lắp đặt trực tiếp từ nhà máy và đưa tới công trường là làm công tác là lắp dựng. Thì đây là các cái phần mềm mình nằm trong hệ sinh thái của Autodesk có thể hỗ trợ cho vấn đề áp dụng cho thi công. Bộ phần mềm Autodesk AEC Collection nó bao gồm nhiều phần mềm hơn, thì chúng ta có thể coi sơ qua thì chúng ta sẽ thấy là nó có tất cả các phần mềm về Revit, về Civil, về hạ tầng, về các cái phần mềm về thép, lập trình Dynamo, phần mềm tính toán dữ liệu Robot Structure, phần mềm render hình ảnh 3D Max và các cái phần mềm khác nữa. Thì trong cái hệ sinh thái của cái bộ phần mềm AEC này các bạn có thể sử dụng và áp dụng cho cái phần giai đoạn từ thiết kế đến thi công luôn. Quy trình mà của doanh nghiệp thi công á, cần thực hiện ở ngoài công trường á, là chúng ta phải tổ chức và xây dựng một cái phòng BIM công trường có thể kiểm soát được mô hình Revit của kiến trúc kết cấu EMI theo thiết kế, nghĩa là nếu mà cái dự án mà chúng ta các đơn vị nhà thầu được nhận mô hình trực tiếp từ chủ đầu tư lấy từ đơn vị thiết kế để bàn giao qua thì chúng ta sẽ giảm được cái thời gian và công sức để phải dựng lại cái mô hình từ cái file mà 2D. Còn nếu mà không có thì các bạn phải dựng lại nhanh cái phần kiến trúc kết cấu và EMI để có cái cơ sở làm phương án thiết kế. Các bên sẽ lên phương án phối hợp các hệ thống EMI trên 3D Revit, nghĩa là tổng thầu sẽ có nhiệm vụ là điều phối phần EMI mô hình Revit với các cái thầu phụ để mà ra các phương án
của các thợ phụ đi từng hệ thống công trình, ví dụ như là nước, điện, điều hòa không khí. Thì chúng ta phải họp thường xuyên và liên tục với thợ phụ để thống nhất cao độ, phân chia hệ thống và hạng mục, ưu tiên những cái hệ thống gì. Ví dụ thoát nước thì nó sẽ có độ dốc, thì chúng ta phải ưu tiên để tạo cái hướng cho nó đảm bảo độ dốc thoát nước theo tiêu chuẩn. Thì các hệ thống khác sẽ phải né hoặc là uốn lượn để mà có thể đáp ứng được những cái phần về 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 những cái quy định về về độ dốc slope của cái hạng mục và thoát nước. Và các phân phân lớp của các hệ thống MI thì chúng ta cũng phải liên quan đến là phần nào trên, phần nào dưới, ví dụ như phần điện với phần nước thì chúng ta ưu tiên phần nào ở trên, phần nào ở dưới để cho nó khi mà có sự cố thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái hệ thống MI khác. Chúng ta phải thực hiện công tác phối hợp tuyến chính trước một cách hoàn chỉnh rồi mới triển khai đến các tuyến nhánh. Nghĩa là trong các cái phần hệ thống cơ điện thì chúng ta phải lên phương án về tuyến chính để cho thứ nhất là phải đẹp, thứ hai là nó phải đảm bảo về mặt kỹ thuật thông thủy, và lúc này là các tuyến chính phối hợp với nhau hoàn chỉnh thì chúng ta mới triển khai đến tuyến nhánh. Tránh việc làm ngược lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là khi mà chúng ta làm tuyến nhánh combine các hệ thống với nhau rồi mà chuyển qua cái tuyến chính không thể xử lý được thì chúng ta sẽ mất toàn bộ cái công sức của cái việc làm cái tuyến nhánh. Thì đây là ưu tiên là phải làm thực hiện tuyến chính trước. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ phải triển khai các biện pháp thi công và tiến độ thi công. Chúng ta sẽ thực hiện nó trên 4D luôn để có thể là ra được cái nhìn tổng thể và phương án thi công trình bày với chủ đầu tư để mà có thể thi công được dự án. Triển khai các chi tiết lắp đặt phức tạp cho các hạng mục phức tạp. Thì các chi tiết lắp đặt ở đây là chúng ta sẽ thứ nhất là những cái ví dụ những trục gen chính nè, những cái bố trí các cái khu vực mà liên quan đến các cái hệ thống phòng máy, phòng bơm, phòng chiller và các cái bể nước. Thì những cái hạng mục phức tạp á, là chúng ta phải triển khai chi tiết lắp đặt trên 3D rivet, phối hợp gắn support hanger, những cái gọi là ti treo giá đỡ đó, để chúng ta kiểm soát được là cái việc lắp đặt này có phù hợp hay không trước khi thi công và ra bản vẽ shop. Khi triển khai thì các nhà thầu phụ có thể là lên phương án phối hợp với nhau trên 3D một cách chi tiết. Sau đó có thể là những cái hạng mục mà đã xuất rồi chúng ta sẽ xuất thành các cái bản vẽ 2D dàn trang để xuất cho chủ đầu tư kiểm tra hoặc là ban quản lý dự án họ kiểm tra và họ đóng dấu approve để mà có thể triển khai thi công được. Thực hiện các bức vẽ vẽ shop trực tiếp trên mô hình 3D combine, nghĩa là chúng ta sẽ tạo những chúng ta đã có những cái mô hình Revit rồi, chúng ta có cái hệ thống MI và cơ điện rồi thì chúng ta phải thực hiện trực tiếp triển khai dàn trang layout trên cái mô hình này, tạo ra các documentation là những cái ghi chú nè và những cái điêm kích thước tab các vị trí cần thiết xuất ra các bản vẽ. Thì tại vì sao chúng ta phải triển khai trực tiếp lên trên bản vẽ lên trên chính cái mô hình này, thì đây là cái mô hình thật phản ánh được cái vấn đề là chúng ta đã phối hợp hệ thống với nhau, thì khi đó là cái việc mà nó đảm bảo được cái thi công nó không giao nhau, thực tế thì nó sẽ đảm bảo được vấn đề là tránh được những cái xung đột, bởi vì đây là cái mô hình chúng ta đã kiểm soát và rên các cái vị trí là không có bị xung đột rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ phải điêm kích thước để mà nó chúng ta ra thi công thực tế trên hiện trường. Các bản vẽ MI thì chúng ta phải nhớ là phải có những cái thông tin về đường kính ống, kích thước, chiều dài và khoảng cách đến các trục, các tim hoặc là khoảng cách đến tường hoàn thiện. Thì chúng ta phải điêm thật kỹ để mà các cái công nhân và thợ sẽ lắp đặt họ có thể là làm chính xác được các vị trí mà chúng ta cần lắp đặt cái hệ thống này. Bên cạnh đó, phòng beam phải có nhiệm vụ là chúng ta phải nâng cấp mô hình Revit lên LD 400. Thì cái LD 400 là tại sao chúng ta phải nâng cấp lên để chúng ta có cái nhìn tổng quát về cái tổng thể của cái dự án chúng ta thi công, những cái vị trí và lắp đặt những thép và các cái đối tượng liên quan. Phần MI thì phải nâng cấp lên là phải gắn support hanger và có đầy đủ các cái đối tượng để mà đúng theo thực tế thi công, chúng ta phải nâng cấp lên. Phần kiến trúc cũng vậy, là chúng ta
phải nâng cấp để mà cái mô hình chúng ta nó đầy đủ chi tiết và những cái đối tượng, ví dụ như như đố cửa và các cái thanh được thanh trong của cửa là chúng ta phải update cho cái mô hình nó chi tiết hơn. Sau đây là một cái clip về cái độ chi tiết mà nếu chúng ta update một cái mô hình lên thì chúng ta phải update nó chi tiết như thế này. Cái nền tảng của cái file này là đang được làm việc trên môi trường là BIM 360. Thì các bản vẽ khi chúng ta triển khai lên đó là nó phải được chi tiết như thế này. Các bạn phải bố trí thép trong các đối tượng. Sau đó là triển khai dàn trang và đi kích thước đầy đủ. Cái môi trường của BIM 360 nó rất là hay, các bạn có thể upload dữ liệu ha, file bản vẽ, file mô hình, file các cái document về PDF hoặc là các cái văn bản, các bản tính, thì cái hệ BIM 360 này nó sẽ đọc được tất cả các định dạng trên mà không cần cài đặt thêm một cái ứng dụng của bên thứ ba. Chúng ta có thể review rất là nhanh. Bạn tạo sẵn những cái view 3D trong cái phần mềm Revit thì lúc chúng ta họp công trường chúng ta cũng có thể là triển khai cho các bên nhà thầu liên quan review từng vị trí mà chúng ta đã thống nhất với nhau để thi công, thì sẽ coi từng vị trí như vậy, và lúc này là chúng ta có thể là thống nhất phương án để mà ra cái kế hoạch thi công nó phù hợp. Chúng ta cũng có thể là xuất trực tiếp những cái file Revit này ha, những cái file mà dàn trang này chúng ta có thể xuất ra cái định dạng DWG là định dạng của AutoCAD á, để dành cho là công tác là chúng ta có thể là open bằng phần mềm AutoCAD những cái sản phẩm đã được làm chính xác từ phần mềm Revit để mà giao cho các bên mà họ họ triển khai thi công, thì có thể là họ không có sử dụng Revit hoặc là cái trình độ họ chưa tới cái mức là họ làm được BIM, nhưng mà họ có thể đọc bản vẽ và làm rất hiệu quả cái phần 2D, thì lúc này họ sẽ triển khai đúng theo các bản vẽ về của CAD, thì chúng ta sẽ xuất được cái bộ hồ sơ về CAD từ cái chính cái phần mềm 3D này. Thì sau đây sẽ là mình sẽ nói về cái quy trình mà phối hợp mô hình mô đồ BIM áp dụng cho thi công. Thì các bạn để ý là ở đây nó sẽ có ba mục, là thứ nhất là chúng ta phải, tại vì trong quá trình thi công mà chúng ta phải liên quan phối hợp giữa thầu chính và thầu phụ, đồng thời cũng phải phối hợp với bên đơn vị thiết kế trước đây nữa, thì bên đơn vị thiết kế trước đây họ sẽ liên quan đến vấn đề bản quyền và cái bản quyền thiết kế và cái ý tưởng thiết kế của họ, thì chúng ta phải đưa họ vào trong cái hệ sinh thái của cái quy trình này. Thì cái quy trình này nó sẽ bao gồm các cái đơn vị và thiết kế ha, và bên BIM Manager là người quản lý BIM của dự án, và bên đây là sẽ là nhà thầu thi công. Thì các bên sẽ upload cái mô hình BIM 360 của mình lên và làm thực hiện các công tác về về kiểm tra xung đột. Thì lúc này á là chúng ta sẽ thấy được những cái va chạm của các hệ thống, và chúng ta sẽ có những cái report ở đây. Khi mà có report rồi á thì nếu mà thống nhất được cái phương án mà sửa chữa những cái report này á, những cái class, những cái xung đột này á, thì chúng ta sẽ đi theo cái mục Z này là đi lên, là thống nhất với nhau thì sẽ sửa, và sẽ sửa thì nó sẽ có mô hình mới. Thì có mô hình mới chúng ta sẽ
quay ngược lại cái quy trình là sẽ upload dữ liệu lên trên đây và sẽ auto run lại trên cái nền tảng BIM 360 này. Thì chúng ta sẽ auto run lại các flash test để kiểm tra lại, nếu mà nó đi qua đây nó sẽ không có còn flash nữa, hoặc là nó còn flash thì chúng ta lại tiếp tục đi qua đây, chúng ta sẽ xử lý là xử lý nếu mà có flash nữa thì, nhưng mà nó đi theo cái mục là không xử lý được thì chúng ta phải làm issue để làm gì, để tạo ra những cái cuộc họp rõ ràng hơn để chúng ta có thể phối hợp một cách thống nhất toàn vẹn. Và lúc này thì chúng ta sẽ quay ngược lên trên là chúng ta sẽ update dữ liệu là update cái new model về lại cái mục auto class detect. Cái quy trình này nó cứ lặp đi lặp lại đến khi nào mà chúng ta giải quyết được hết các class và những cái xung đột lớn thì chúng ta sẽ xong cái bảng về 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 cái phần class này, thì chúng ta có thể triển khai cái bộ hồ sơ ra các bản vẽ thi công và in ấn hồ sơ để giao cho các cái đơn, giao cho chủ đầu tư đóng approve thi công, thì các bạn sẽ chuyển ra công trường cho cái các cái thầu phụ trực tiếp thi công cái dự án đó. Ở đây thì tiếp tục mình sẽ mở một cái clip về một cái dự án mà của quốc tế họ đã làm và triển khai rất là thành công với quy trình BIM này. Technology and sustainability are one for me, and I cannot imagine doing a green building without being able to measure it and simulate things. My name is Joseph Corey. I'm an architect from Geotectura Studio. We are using cutting-edge technology in order to achieve the goals of being sustainable. Revit is the platform we are using in order to make the best product that we can deliver that will be energy efficient, will be easy to maintain, and will be a great place for people to study or to live. We had a very complex geometry in the Porter School of Environmental Studies, so we took all the data from our modeling straight to the manufacturer. We use Revit not just for the architectural modeling, also for the mechanical ventilation modeling. We couldn't have done this without using the right software in the right time. On a BIM model, I can get a very good feedback of the energy efficiency of the building that I'm doing, and having all this information available for us and for the consultants, this is the right direction. This is the right tool. Using the AC collection, we can do more and we can be more efficient and we can deliver it more quickly. So it helps me to be competitive in the architectural market. It's not ethical for an architect or any designer in our age to do and design things that are not sustainable. Như cái clip vừa rồi là các bạn đã thấy là với cái các cái hệ thống phần mềm trong cái bộ collection của Autodesk về cái mạng AEC thì chúng ta sẽ thực hiện được cái dự án và áp dụng lực thành công cái quy trình BIM trong cái công tác thi công. Nhưng mà để mà triển khai thành công cái BIM này, các bạn phải nhớ là nền tảng gốc của các cái dữ liệu data chung thì chúng ta phải áp dụng trên nền tảng BIM 360. Vì với cái nền tảng cloud này, các bên sẽ tương tác và làm việc với nhau một cách thống nhất về data dữ liệu. Đồng thời với cái nền tảng BIM 360 thì các cái công cụ mặc định ở trên phần mềm này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta về các cái công tác là ví dụ auto checklist của cái BIM coordinator, hoặc là lưu trữ dữ liệu, open những cái vùng view mà chúng ta đã setting trong cái phần mềm Revit, những cái ví dụ những cái khu vực để chúng ta có thể họp và lên phương án nhanh nhất. Thì với cái BIM 360 nó sẽ hỗ trợ được rất là nhiều. Mình sẽ nói các cái nền tảng mà của BIM 360 nó có thể làm được như thế nào thì các bạn coi thêm. Thì với cái BIM 360 ở đây nó sẽ kiểm soát được các cái vấn đề về document control, có nghĩa là quản lý về mặt các cái văn bản ha, in ấn bản vẽ là public nè, public drawing. Markup drawing có nghĩa là với các vị trí mà bản vẽ mà có vấn đề chúng ta thấy là cần phải thay đổi phương án, hoặc là nó có những xung đột, hoặc là nó có một cái vi phạm gì đó về
và tiêu chuẩn thiết kế hay gì đó, thì chúng ta có thể cloud lên, gọi là highlight lên, để bên các đơn vị, các bên sẽ nắm được thông tin, và cái người chịu trách nhiệm để sửa chữa họ sẽ có cái thông tin để mà họ họ chỉnh sửa một cách nhanh nhất, tạo ra những cái report issue để mà chúng ta giữa nhà thầu và các đơn vị thiết kế chủ đầu tư có thể có những cái thông tin trao đổi với nhau, hỏi những cái thông tin nào đó thì chúng ta sẽ tạo được rất nhanh trên nền tảng BIM 360. Nó có thể hỗ trợ được cả 2D và 3D, có nghĩa là các bạn sẽ up được cả những file văn bản, những cái file về Word, những cái file về Excel cũng như là PDF, thì chúng ta nó BIM 360 đều có thể hỗ trợ được. Cái đây là link data nha, có nghĩa là ở đây là ví dụ trên một bản vẽ thì chúng ta có thể link thêm những cái link phụ ở trong cái bản vẽ đó để nó dẫn chúng ta về các cái tham chiếu khác. BIM 360 có thể áp dụng được trên nền tảng của điện thoại, máy tính bảng. Và điều quan trọng của BIM 360 đó là các bạn kiểm soát được cái version của bản vẽ. Nghĩa là trong quá trình thiết kế và thi công liên tục sẽ có những sự cập nhật của cái mô hình thiết kế của chúng ta. Thì mỗi thời điểm mà chúng ta update một cái thiết kế thì nền tảng BIM 360 đều lưu lại và tạo thành một cái version để mà chúng ta có thể đảm bảo được các cái dữ liệu ban đầu và những dữ liệu tiếp tục update sau đó là được lưu trữ đầy đủ trên một cái nền tảng của cloud. Về mặt kiểm soát tài liệu thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó đặt các cái quyền để mà chúng ta phân chia cho cái người mà tham gia dự án một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ chia quyền, ví dụ là người đó làm về công tác quản lý hồ sơ thì chịu những cái quyền gì, những người làm thiết kế, những người làm thi công hoặc là những người in ấn hồ sơ thì họ sẽ có được những cái quyền gì, thì chúng ta sẽ set cái quyền để cho họ có thể là làm việc nó đúng với cái quyền đó. Chúng ta sẽ có cái lệnh về xuất bản vẽ. Thì khi xuất bản vẽ là các bạn sẽ có thể xuất hàng loạt hoặc là xuất các cái file PDF nhiều trang thành những trang riêng biệt, rồi tự động hóa tiêu đề, có thể tải được các tiệp thiết kế hoặc là liên kết hoặc là không liên kết. Có nghĩa là khi chúng ta upload cái dữ liệu file lên để chúng ta in ấn á, là chúng ta có thể upload độc lập từng file, hoặc là chúng ta có những file nó là file link của file kia thì chúng ta có thể upload cùng lúc để mà có những cái file có cái sự liên kết. Markup drawing là chúng ta có thể tạo ra những cái ghi chú, những cái chúng ta thấy có vấn đề gì đó trên cái mô hình là chúng ta có thể highlight nó để chúng ta kiểm soát lại coi cái thiết kế này có hợp lý hay không, thì chúng ta có thể đánh dấu và chia sẻ ngay cái nội dung này cho các những cái người mà chịu trách nhiệm vấn đề này, ví dụ đơn vị thiết kế nè, họ sẽ phải coi lại coi cái cửa này có đảm bảo được là cái bề rộng nó có hợp lý hay không, tại vì nó đang cao nè nhưng mà cái chiều rộng có thể là nó đang ngắn hơn cái mức mà có thể là đảm bảo cho cái vấn đề là người đi lại, thì chúng ta phải kiểm tra lại coi cái cửa này có đúng hay không. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng các cái công cụ này, đánh dấu này, tại vì nó cái hàm lệnh của nó rất là đơn giản, và có thể truy cập những cái thông tin này trực tiếp trên máy tính hoặc là thiết bị di động, iPad, iPhone. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là những cái công việc này nó không bị giới hạn của về mặt không gian nữa. Các bạn có thể là làm việc bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào trên cái nền tảng là Internet và BIM 360. Chúng ta sẽ làm được những cái issue về những cái vị trí mà chúng ta muốn ghi chú về các vấn đề. Ví dụ như hôm nay chúng ta coi những cái vấn đề ở ngay vị trí này nó có một số cái sự cố gì đó, thì chúng ta sẽ highlight trực tiếp, làm trực tiếp cái issue này trên cái bản vẽ 2D hoặc trên mô hình 3D, và chúng ta có thể xuất ra được cái nhật ký của issue này. Chúng ta sẽ có thể lọc ra được các vấn đề mà chúng ta đã làm issue và chỉ định cái thời gian hoặc là chỉ định cái trạng thái theo dõi của cái vấn đề này như thế nào. Nó đang là trạng thái là ví dụ là trạng thái
gấp hay là trạng thái là đã xử lý rồi thì chúng ta có thể close cái issue này lại. Cũng như cái vấn đề là khi mà up dữ liệu lên thì chúng ta sẽ có nền tảng giữa cái 2D và 3D, thì lúc này là các bạn đối với BIM 360 là chúng ta có thể là đọc được tất cả các dữ liệu về 2D và 3D, chúng ta có thể coi cùng lúc trên 3D và 2D của cái bản vẽ dàn trang của cái mặt bằng dự án này để mà có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề và ý tưởng thiết kế của cái đơn vị thiết kế để chúng ta có một cái phương án thi công hợp lý. Về dữ liệu tham chiếu, dữ liệu tham chiếu này là một cái rất hay của cái BIM 360, có nghĩa là chúng ta có thể gán thêm thông tin tham chiếu lên một cái đối tượng mà trên mặt bằng về dẫn xuất về cái một cái link, ví dụ một cái bản vẽ 2D trước đây hoặc là cái bản vẽ catalog của cái chi tiết đó, để mà chúng ta có thể nhúng cái tham chiếu link này vô cái mô hình. Khi mà chúng ta cần, chúng ta click vào cái link, nó sẽ chạy tới cái bản vẽ mà chúng ta cần coi. Về cái nền tảng Mobile Access này, có nghĩa là chúng ta có thể là truy cập bằng các cái phần mềm trên trực tiếp máy tính bảng hoặc là điện thoại. Nó đáp ứng cả cái hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android trong cái chức năng và ngoại tuyến hoặc là đồng bộ hóa, có nghĩa là trong cái lúc mà chưa có internet á thì chúng ta có thể vẫn làm việc được, nhưng mà khi chúng ta có internet thì nó sẽ đồng nhất lực dữ liệu đó liền lên cloud và chuyển cho các cái thông tin này đến mọi người trong cái hệ thống của cái dự án này. Chúng ta có thể truy cập được tiệp ở trong văn phòng và hiện trường. Khả năng xem ngoại tuyến và cập nhật thông tin tức thì, nghĩa là ví dụ mà một cái anh kỹ sư về giám sát đi lên trên cái tầng cao của cái dự án đang thi công thì có thể trên đó không có internet để chúng ta làm việc được, nhưng mà chúng ta vẫn truy cập được cái này, vẫn truy cập vô phần mềm này, vẫn truy cập được mô hình, bởi vì những cái này nó được đồng bộ trên cái điện thoại hoặc iPad rồi. Thì lúc này là các kỹ sư có thể là comment, ghi chú, làm việc full cái tính năng của cái phần mềm này sau khi mà anh ấy đã làm được các cái report chụp hình và làm những cái thông tin cần thiết rồi, thì khi mà quay trở lại văn phòng quản lý BIM của ngoài công trường thì lúc này có internet thì các cái thông tin mà anh ấy đã làm lúc nãy á, là nó sẽ tự động, nó sẽ cập nhật và đồng bộ hóa lên cái nền tảng BIM 360 này, và các bên sẽ nắm được ngay cái thông tin mà ảnh vừa mới update. Một điều quan trọng nữa của BIM 360 và rất là ý nghĩa để chúng ta có thể kiểm soát nè, các bạn sẽ thấy nó sẽ phân ra hai màu, màu đỏ và màu xanh, nghĩa là chúng ta đang compare cái mô hình thiết kế cũ và mới theo cái version, ví dụ version 1, version 2, thì chúng ta sẽ so sánh được coi là nó có những cái khác biệt gì. Thì phần mềm tự động là tạo ra những cái khung review, các bạn kéo qua kéo lại là sẽ thấy sự khác biệt, là chúng ta thấy được là bản vẽ cũ, bản vẽ mới là nó đã thay đổi như thế nào. Chính vì vậy nó kiểm soát được phiên bản tự động ha, so sánh được rõ ràng các phiên bản khi mà chúng ta đặt nó ở bên cạnh nhau, nó có những cái công cụ trượt và phân biệt theo màu sắc. Thì đây là những cái tính năng nổi trội của cái phần mềm BIM 360 để hỗ trợ cho vấn đề thi công của các doanh nghiệp đang muốn ứng dụng BIM trong thi công. Thì phần trình bày của mình đến đây là xong. Thì bây giờ mình qua cái phần là Q&A, các bạn có thể đặt câu hỏi thêm để mình có thể thông tin đến các bạn. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Bình với phần trình bày vừa rồi. Thì giờ này thì Vietcast sẽ dành cho quý vị đưa ra bất kỳ thắc mắc nào sau cái phần trình bày vừa rồi, và anh Bình có thể giải đáp trực tiếp ạ. Quý vị có thể chat trong cái hộp thoại chatbot hoặc là mở mic lên để có thể hỏi trực tiếp và anh Bình sẽ trả lời.
Vietcate cũng sẽ dành tặng hai voucher trị giá 200.000 cho anh chị nào ngẫu nhiên đặt câu hỏi trong phần Q&A của mỗi buổi hội thảo trực tuyến. Vì vậy thì nếu mà anh chị có bất kỳ thắc mắc nào, xin mình đừng ngần lại để có thể hỏi điện giả giải đáp trong thời gian này. Dạ, em thấy anh Kha có giơ tay, là anh Kha không biết mình có câu hỏi gì thì mình có thể bật mic lên để có thể hỏi trực tiếp với diễn giả là anh Bình không ạ? Vâng, nếu mà không có câu hỏi nào thì em xin được qua phần Q&A, và nếu mà trong quá trình sử dụng anh chị có bất kỳ thắc mắc nào phát sinh thì anh chị có thể liên hệ với đội ngũ của Vietcate để có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất ạ. Trên màn hình webinar hiện tại đang có phiếu khảo sát thông tin trực tuyến, thì với mỗi webinar thì Vietcate luôn mong muốn mang đến cho quý vị những nội dung mới mẻ, thiết thực và đáp ứng được nhu cầu thực tế. Thì vì vậy mà Vietcate rất mong nhận được những thông tin phản hồi cũng như là ý kiến đóng góp của những anh chị đã tham dự chương trình hôm nay. Anh chị có thể scan mã QR hoặc là truy cập vào đường link mà ban tổ chức sẽ gửi trong phần chatbox, thì chỉ mất vài phút để anh chị có thể thực hiện được cái khảo sát này. Thì em hy vọng là có thể nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả những anh chị đã tham gia chiều hôm nay, để Vietcate ngày càng hoàn thiện hơn về nội dung webinar của mình, để có thể mang tới những nội dung phù hợp và cần thiết đối với anh chị ạ. Em xin cảm ơn ạ.
mình làm phiếu khảo sát thông tin vẫn còn, và em Viên hy vọng là có thể nhận được những đóng góp, ý kiến đánh giá của anh chị đã tham dự. Ngoài ra thì khi tham dự đầy đủ các sau buổi hội thảo thì ban tổ chức cũng sẽ gửi slide trình bày ngày hôm nay, và thông qua email mà anh chị đã đăng ký tham dự thì anh chị vui lòng check email giúp em. Xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo trực tuyến với chuyên đề quy trình triển khai và áp dụng kỹ thuật tạo dựng được thi công. Hy vọng chương trình đã mang đến nhiều thông tin bổ ích và hữu ích cho anh chị trong buổi hội thảo trực tuyến sắp tới của series này, với bài tiếp theo là bài thứ 7 với chủ đề quy trình triển khai và áp dụng kỹ thuật tại doanh nghiệp chủ đầu tư.